Hôm nay là ngày mà lặng thầm đưa khách sang sông. Thầy Thái lại không đưa khách sang sông mà lại đi bán hàng để đưa 7.500 người sang sông là sao ta? Mọi Được người rồi, thầy cứ 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 vui vẻ cái sứ mệnh của mình, thầy đừng lăn tăn gì cả. không, Hạnh ơi, tại vì cuốn sách của em sẽ âm thầm đưa 2.500 sinh viên đọc cuốn sách của em, thì có 2.500 sinh viên lặng thầm đưa khách sang sông thì em vui không? Dạ em vui, nhưng rất vui, nhưng mà nó chưa thành hiện thực cho nên em cũng hơi mờ mờ ảo ảo thầy, tại mình xuất bản có 2.000 cuốn mà mình đâu ra 2.000 đem trong cuốn để bán, cho nên em không dám mơ cao vậy thầy ơi. Hạnh ơi, em có biết quy luật cái gì có trong đầu nó sẽ có ngoài tay không? Dạ đúng rồi thầy. Yes, cảm ơn em. Thầy đang vẽ cho cô Hồng cái bản đồ trong đầu, thì cô về cô thực hành cái chị một bước nữa thôi, hành động thôi là nó trở thành. À rồi em nhớ rồi, tất cả mọi sự thành công đều bắt đầu từ một ý định. Rồi mình có ý định là như vậy thì mình sẽ tiến tới. Yes, cảm ơn Dạ em. rồi, dạ rồi em cảm ơn thầy rồi. Nha, thầy xin mời tiếp thần tượng của em nha. Xin mời, trước khi thần tượng của em xuất hiện, thần tượng của em hôm nay bận một cái việc nho nhỏ không biết xuất hiện chưa, nhưng mà trước khi thần tượng xuất hiện, thầy Khiêm Nguyễn xuất hiện, thì xin mời Lena Nguyễn ạ. Xin mời em. Alo, Chào em. dạ thầy em nói mà, Đó, em viết bài gì trong cuốn sách hả? dạ nó hơi ồn hả, dạ dạ Ừ. thầy, cả nhà có nghe em nói không ạ? Nghe rõ em ơi. Dạ, em chào cả nhà, dạ em chào thầy Thái, dạ đây là lần thứ hai em được lên sóng SE, và thật sự là em rất là biết ơn thầy Thái, và ở đây em rất là biết ơn cô Hồng, em rất là biết ơn cô Hồng Vietwise đã đưa em cơ hội để được em được từ môi trường Vietwise vào cộng đồng SM. Và thực sự là cách đây vài tháng thì em có, đó là cái cơ duyên mà cái câu chuyện của em nó xuất hiện trong quyển sách của chị Hạnh, thì nói là cách đây vài tháng thì em tình cờ là nghe Zoom 8 của SE và em nghe được sự chia sẻ của chị Hạnh, thì thực sự là cả một cái tuần đó là em mắc ăn mắng được mắc ngủ luôn á thầy. Bởi vì cái câu chuyện phi thường của chị ấy trở thành, chị Hạnh luôn là trở thành một nấm tuôn đầy nghị lực đối với em, mà mỗi lần em gặp khó khăn gì em cũng nghĩ đến chị, và em luôn nghĩ đến chị trong cái vòng tuần đó. Và tình cờ có một lần là điện thoại em nó reng lên và chị Hạnh gọi em, thì sau em mới biết đó là cũng là tình cờ, đó là chị Hạnh có một người bạn cũng ở Mỹ, tên là Lena. Ở giờ em chưa giới thiệu thì mọi người, tại em đang ở ngoài đường, em đang sống ở Mỹ, và thật sự thì cái câu chuyện giáo viên của em nó chỉ là một hạt cát so với các thầy cô ở đây. Em vừa nghe thầy cô chia sẻ thì nó quá tuyệt vời đi, thì em cũng không biết nên chia sẻ gì với cái câu chuyện của mình. Thật sự là nó rất là, tác lắm, nó là nhỏ nhoi và nó chỉ có một chút xíu là đặc biệt á, là em đã có kinh nghiệm giáo, em là một giáo viên dạy ngôn ngữ, em có kinh nghiệm giảng dạy từ Pháp, Singapore, Việt Nam, và bây giờ hiện tại em là giáo viên ở Mỹ, và em dạy về ngôn ngữ thì và em cũng có làm thêm một làm kinh doanh nữa, thì ở đây em cũng nhân tiện em nói với tất cả các thầy cô giáo ở đây là em là một vừa là giáo viên vừa kinh doanh bán hàng, nên em muốn nhắn lời mà thầy Thái luôn luôn là nhắn cho mọi người là thực sự là không phải bán hàng là việc xấu, mà chúng ta vừa là giáo viên và bán hàng, chúng ta có thể là bán hàng là trao giá trị. Khi mà em đến SE thì thực sự là cái câu chuyện của thầy luôn nói là mình trao giá trị cao hơn giá cả, thì em luôn vững tin và em luôn đưa cho những cái giải pháp. Công ty của em thì ở Việt Nam, thì đó em luôn luôn phụng sự cho các mẹ sữa ở Việt Nam ạ. Tuyệt vời quá. À. Dạ em rất là thần tượng chị Thế Hạnh ạ. Em đang ở bang nào? À. Dạ em đang ở Massachusetts thầy. Tuyệt vời quá, cảm ơn em. Mỹ Dạ em rất là dạ thì hồi nãy là chị Hạnh cũng có, lúc mà chị Hạnh vừa ra sách thì chị Hạnh có nói là tặng sách cho em, nhưng em cũng nói với chị là em sẽ mua sách, em sẽ đặt mua sách.
Bởi vì nhân ngày 20 tháng 11 thì em sẽ đặt sách của chị và em sẽ gửi đến những thầy cô của em ở Việt Nam như là một món quà để tri ân với thầy cô ạ. Thì Em em ơi, ủng hộ thầy Thái em ơi. chị ơi, thầy Thái em đỉnh lắm ạ, không cần ủng hộ đâu ạ. Em nghĩ là tại vì chị Hạnh em luôn luôn ủng hộ chị và thầy Thái, bởi vì mọi người luôn làm sách nhưng mà để phụng sự ạ. Tất cả các tiền làm sách em biết là để đều là để trao đi ạ, nên là dạ em luôn sẵn sàng ạ. À, cảm ơn em. Thực tế là các bạn có đặt sách của thầy Thái hay đặt sách của thầy Hạnh cũng như nhau hết, tại vì toàn bộ lợi nhuận sẽ dành cho cái mục tiêu của cuốn sách. À, mục tiêu của rõ ràng ha, và thầy có nhau những lần đầu tiên gặp nhau, thầy Hạnh có một cái trắc ẩn đối với cộng đồng người khiếm thị ở tỉnh Lâm Đồng, và đó cũng là của thầy, và có một cái điều mà thầy muốn làm lắm rồi ở cho cái gọi là hội gì khiếm thị ở Lâm Đồng ha Hạnh ha, gọi là cái tên là Hội người mù, à, hội người mù tỉnh Lâm Đồng. Hội người mù tỉnh Lâm Đồng, và thầy đang chuẩn bị tất cả những cái điều để cho cái giấc mơ của Hạnh nó trở thành sự thật ở trên chỗ hội người mù tỉnh Lâm Đồng nha, và khi nào nó rõ ràng và nó khả thi thầy sẽ công bố phát là sẽ được, tại vì thầy Hạnh muốn hội người mù tỉnh Lâm Đồng có một cái trung tâm đào tạo nghề cho người mù ở tỉnh Lâm Đồng. À, và thầy đang chuẩn bị cái mạch đó cho năm 2022. À, tức là những cái trung tâm dạy nghề, trung tâm hướng nghiệp và đào tạo công ăn việc làm và khởi nghiệp cho người khuyết tật. Đó, cho nên là nó đi trên đúng cái mạch đó. Thì trở lại cái câu hỏi của cái em Lena đặt ra. Thì bây giờ giáo viên bán hàng, vậy thì thầy hỏi các bạn trên phòng Zoom này là một cách rất là nghiêm túc, những thầy cô yêu quý này, giai đoạn hiện nay, bối cảnh hiện nay các bạn bán cái gì là tuyệt vời nhất? Các bạn, giai đoạn hiện nay các bạn chọn sản phẩm gì để các bạn bán? Nó là cái sản phẩm tuyệt vời nhất. Đó, có người này bán đạo đức. Yes, đạo đức. Bán trí tuệ. Bán gì ạ? Bán giáo dục. Bán gì nữa? Dạ bán Bán sự bình an, bán sách, đúng rồi, sách. bán trí tuệ, bán sự sách là trí tuệ Hạnh ơi, tình người, đúng rồi, bán những cái thứ đó nó vô cùng tuyệt vời, bán giá trị sống đó, đúng không, mang giá trị sống đến cho mọi người. Giống như lúc nãy thầy Thái có vẽ cho mọi người một quy trình, thực ra thầy Thái demo cho các bạn nhưng mà nó là sự thật đó. Nó là sự thật. Hồng lên thôi, thầy chia sẻ. Thầy biết Hồng là giám đốc đào tạo của trung tâm khởi nghiệp sáng tạo mà. Và thầy làm việc với nguyên cái hội đồng trường đó rồi mà. Thì thầy chắc chắn là thầy đề xuất là trường đó sẽ rất là welcome. Welcome, tại vì chi phí giảng dạy cho thầy thầy không lấy. Nhưng mà mua sách để làm gì? Để cho 5.000 sinh viên được học cái quy trình khởi nghiệp. Như vậy thì cuốn sách này nó mang lại giá trị lớn hơn mọi người. Rất lớn. Và sinh viên sẽ đọc cái cuốn sách lặng thầm đưa khách sang sông để tri ân thầy cô, để biết về những cái khó khăn nhọc nhằn của thầy cô. Thì sinh viên sẽ xây dựng văn hóa đọc, và SE Book là một cái hành trình xây dựng văn hóa đọc. Thầy nói là trước đây thầy có nói các bạn nghe một cái dự án gọi là xây dựng hệ thống thói quen theo gương vĩ nhân. À, xây dựng hệ thống thói quen theo gương vĩ nhân, và cái cuốn sách mà xây dựng hệ thống thói quen theo gương vĩ nhân là cuốn tiếp theo thầy sẽ viết cộng vô cái cuốn cho giáo viên của mình đó. Đúng không? Xây dựng hệ thống thói quen vị theo gương vĩ nhân, tức là lấy những cái tấm gương vĩ nhân để học trò được học và follow theo. Học cái gì nó vô cùng quan trọng các bạn. Đó, thế thì làm sao đây? Mình đi bán trí tuệ đúng không? Và cùng một lúc chỉ có cái đơn hàng chút xíu tiền thôi. Nhưng mà đó gọi là đổi tài sản vô hình lấy tài sản hữu hình thông qua con đường giá trị. Cho nên các bạn yên tâm rằng là các bạn đi bán giá trị sống. Các bạn giúp cho con người thay đổi thì các bạn sẽ thay đổi thôi. Và cái con đường thành công lớn nhất của một con người đó là giúp bao nhiêu thành công, chứ không phải người đó kiếm được bao nhiêu tiền. Nếu như người đó ngồi trên trên cái vị trí nào đi chăng nữa, họ không giúp được người khác thành công thì người đó vẫn không phải là thành công đâu. Hôm nay cô đặt bao nhiêu cuốn mà giơ tay lẹ vậy?
Hương Em ơi, biết công thức bác sĩ. Em biết công thức bác sĩ rồi thầy. cái công thức mà Dạ. cái cuốn sách Lặng Thầm Đưa Khách Sang Sông nhân ngày 20 tháng 11 đặt bao Dạ nhiêu thầy có nghe câu? em nói không thầy? Thầy nghe, thầy đang đặt câu hỏi luôn mà. Ok, thầy đang Tiếp. nghe, thầy chia sẻ đi. Dạ em đang nhảy số này, em biết công thức bán sỉ rồi, em biết công thức bán sỉ rồi. Đấy, tuyệt vời, chúc mừng em. Dạ lần đầu tiên em gặp chị. Lần đầu tiên thật sự là chị là người truyền cảm hứng em đến với SA. Hồi trước thì em cũng biết SA gì thầy Thái hay sao, nhưng mà thật sự chị làm em rất là ngưỡng mộ, và em đến hành trình SA vì những người như chị, anh Sĩ Long, bạn Nam, và những người đó đã truyền cảm hứng cho em. Chứ cùng em đã nói là em đã tuyên bố với bản thân mình là em nghỉ ngơi, em không làm gì hết, chỉ có những người như như chị và như các bạn và thầy và cộng đấy em mới đưa ra em một quyết định là đối diện với bản thân mình, không sợ hãi nữa. Tuyệt vời. Cảm ơn thầy. Em biết ơn chị thầy anh rất nhiều. Chị đã truyền cảm hứng em trên cái hành trình sự nghiệp SE của em. Cảm ơn chị rất nhiều, lần đầu tiên được kết nối với chị. Nhưng mà Mỹ Dương ơi, chị hỏi này tí, em chốt xem với thầy Thái bao nhiêu cuốn sách để em yêu. Em đang nhảy số xong là em sẽ quên cho em. Rồi vậy Từ nghe lần đầu tiên em biết công thức bán sỉ, em cũng đã hỏi anh cho thầy Thái một làm con sao để số em bán được. rồi rồi em chốt sale với thầy Thái giúp chị nghe em. Em sẽ call thầy Thái. Rồi, Dạ. em yêu thật là xinh đẹp quá. Hương, thầy sẽ code cho Hương 1 giờ đồng hồ để Hương có một con số tuyệt vời nhất. Với Dạ. cái năng lượng của Hương, thầy sẽ dành cho Hương 1 giờ. Ok, chúc mừng Hương. Sau Cảm thứ ơn thầy, biết sau ơn thầy. Hương sẽ nhắn cho thầy để nhận lịch nhé. Sẽ nhắn cho nhận lịch người nào Dạ. đủ năng lượng mà khi mà thầy dành cho 1 giờ thì sau 1 giờ đó nó có nhiều điều vui lắm, và đặc biệt nếu mà các bạn có thời gian mà để thầy trực tiếp, các bạn có thời gian mà gặp thầy thầy sẽ dành cho Hương 1 giờ để thầy sẽ, tại vì Hương đến Dạ. trải nghiệm của Hương đến bây giờ mà Hương đồng hành cùng với SE đó, từ bữa đến giờ thầy nghe em chia sẻ và nhìn khuôn mặt của em và tất cả những năng lượng thầy cảm được, thì em đã bước qua một cái ngưỡng cần phụng sự và em muốn phụng sự, thì cái điều này nó vô cùng giá trị cho xã hội. Thầy vẫn nói một câu là cho đến một ngày bạn nhận ra rằng hạnh phúc đơn giản chỉ là phụng sự xã hội mà thôi, cái điều đó nó cao hơn rất nhiều so với tiền. Nó hạnh phúc lắm, tức là mỗi một ngày sống của mình nó vô cùng năng lượng, nó vô cùng hạnh phúc, và sẵn sàng mỗi ngày mình sống có ý nghĩa lắm các bạn. Và hôm qua thầy cũng nói với vợ thầy á, một ngày nào đó anh ra đi anh rất là bình an, bởi vì anh biết là mỗi ngày sống của anh nó bình an, mỗi ngày sống của anh nó phụng, và cuộc đời còn lại của mình chỉ phụng sự cho giáo dục, phụng sự cho giáo dục chuyển đổi, và phụng sự cho những tâm hồn được đổi mới, thế thôi. Và khi mình làm đúng công thức đó thì mình cần gì tiền đâu, con mình chỉ hưởng cái phúc đức của mình không á là nó đã sung sướng lắm rồi, đúng không? Thầy đọc được Dạ năng. em biết ơn thầy, em biết em okay. Em cũng đâu đó em hỏi anh Linh làm sao em có thể bán sỉ được, thì sáng nay em quan sát thầy bán sỉ với lại chị trường nào đó, thì em cũng biết là công thức em đã biết mà hôm nay thầy tặng cho em 1 giờ cốt thì công thức đó rất là nhanh. Cảm ơn em nha. Em cảm ơn thầy. Mình lan tỏa giá trị cho xã hội, mình trân quý lắm, và câu chuyện của cộng đồng của mình hạnh phúc lắm, tại vì giống như là người ta nói là đúng thời điểm á, đúng thời điểm, và bây giờ không phải riêng mình làm mà rất nhiều người cùng làm cái câu chuyện như của chúng ta đang làm, đúng không ạ? Cái con đường bây giờ để phục hưng
để tái sinh, để phát triển mọi thứ bắt buộc phải thông qua con đường trí tuệ, và thông qua con đường giá trị sống, và thông qua con đường tái sinh để hồi sinh. Đó. Thông qua con đường trí tuệ nha, thông qua con đường giá trị sống, và thông qua con đường tái sinh để hồi sinh. Tức là tất cả những gì mà lâu nay con người làm mà nó hủy hoại sự sống, hủy hoại môi sinh, môi trường, hủy hoại tâm hồn của con người, thì để phát triển lên phải đi đúng cái mạch trở lại. Đi đúng cái mạch trở lại. Và thầy dành 3 phút thầy nói các bạn nghe câu chuyện này. Cái nền văn minh châu Âu, cái nền văn minh châu Âu nó phát triển lên tới cực đại và nó phát triển lớn lắm. Nó đến từ cái thời Trung Cổ. Và lúc đó các bạn biết chuyện gì diễn ra không? À, cái thời đó người ta nhận thức được rằng 3 cái điều tuyệt vời nó ghép lại trong cái xã hội thời đó. Đó là tâm linh, là giáo dục và kinh tế. Tâm linh là giáo dục là kinh tế. Cho nên là lúc đó các nhà chính trị, các nhà thờ họ đồng bộ với nhau, họ hướng tới cái điều tốt đẹp. Tâm linh không có gì làm, người ta cứ mỹ miều, người ta cứ đóng khung nó trong một cái gì đó bí ẩn, huyền bí. Không phải. Cái tâm linh của con người đơn giản là tình yêu thương, là giá trị sống, là ngay thẳng, là chính trực, là yêu thương vô điều kiện thôi. Nó là tâm linh chứ không gì nữa. Và cái tình yêu thương nó là lõi, lõi để nó hình thành ra giá trị sống của con người. Và từ cái giá trị sống của con người thì nó mới tạo ra cái bên ngoài, đó là cái sự đạo đức mà người ta thực hiện trong cuộc sống. Rồi bên ngoài đó nữa nó mới là cái kỹ năng, đúng không? Thì cái thời đó họ như vậy. Nên là nó ghép lại cái giá trị sống. Những doanh nghiệp trường tồn ở châu Âu nó đều đi theo cái mạch đó hết các bạn. Các doanh nghiệp trường tồn nó đều đi theo hướng tới cái sự tốt đẹp để phụng sự cho nhân loại. Nó hướng tới cái sự phát triển giáo dục, kỷ luật giáo dục. Và nó ghép tới cái phát triển kinh tế. 3 cái này nó gói lại. Và sau này á, các bạn sẽ thấy được rằng là cái đạo Công giáo á, sau này nó đi đến đất nước nào nó cũng có 3 thứ gần nhau hết á. Nhà thờ, trường học và chợ. Nó đến đâu nó cũng có cái hệ sinh thái đó hết á. Là nó lấy lại từ ngày xưa. Nó lấy lại từ ngày xưa. Nhưng mà sau này nó lủng củng nội bộ, cho nên tâm linh đi qua một bên để tớ làm kinh tế, tớ làm giáo dục riêng. Cho nên từ từ nó tách ra thành 3 khu vực khác nhau. Còn bí mật đằng sau là gì thì phải gặp gỡ thầy mới phân tích được là bí mật đằng sau nó là cái gì. Đó. Thì bây giờ nếu các bạn phát triển kinh tế, các bạn ghép lại, các bạn phát triển giá trị sống cho con người, hướng về cái điều tốt đẹp, hướng thiện, đó là tâm linh. Chứ gì đâu, con người hướng thiện là tâm linh. Rồi các bạn ghép với cái giáo dục đúng đắn, giáo dục bằng tình yêu thương, và các bạn gắn mô hình kinh tế vào đó thì các bạn phát triển trường tồn thôi mà. Các bạn đồng ý không? Thầy đóng gói 3 cái thứ này trong SE đó. Thầy đóng gói 3 thứ này đó. Thầy đóng gói vô cái gì nè? Thầy gói lại cái được gọi là cái giá trị sống là cái tình yêu thương. Cái được gọi là trí tuệ là giáo dục. Cái được gọi là thời đại mới là công nghệ. Vậy là luật vũ trụ đóng gói với trí tuệ, đóng gói với công nghệ, đặt ở giữa là trái tim. Nó là mô hình của nền kinh tế giá trị sống. Và doanh nghiệp nào phát triển theo tư duy này thì làm sao có chuyện phá sản được đâu. Tại vì họ ngay thẳng chính trực để họ bình an rồi. Họ đối xử với nhau yêu thương vô điều kiện để nguyên cộng đồng đó hạnh phúc, doanh nghiệp hạnh phúc. Và họ nâng tầm trí tuệ, họ gia tăng giá trị, họ phụng sự xã hội mỗi ngày. Thì xã hội ghi nhận họ và họ tạo ra được cái bối cảnh kinh tế lành mạnh và phát triển bền vững. Nó theo chỉ 3 cái ý đó thôi, nó đáp ứng được 17 cái yêu cầu của Liên Hợp Quốc để phát triển một nền kinh tế bền vững. Đó, 17 cái tiêu chí để phát triển nền kinh tế bền vững của Liên Hợp Quốc á. Chỉ cần làm 3 cái điều đó thôi là nó giải quyết luôn 17 cái vấn đề của Liên Hợp Quốc. Các bạn thấy không ạ? Còn lại triển khai như thế nào thì thầy mới bổ sung vô, nào là nguồn lực nè, nào là mô hình nè, nào là chiến lược nè, nào là kế hoạch nè, ABC. Các bạn thấy rõ không? Các bạn làm gia đình các bạn đúng không ạ?
Nếu như các bạn mang được cái gia đình của mình, gói lại nha, trong gia đình của các bạn mang mang cái tình yêu thương là giá trị sống về nhà, các bạn mang cái trí tuệ về nhà, các bạn phối hợp với công nghệ để tạo thành đòn bẩy, và các bạn đặt ở giữa nhà của mình trái tim lúc nào cũng đập bình bịch như vậy đó, lúc nào cũng vậy, thì gia đình của mình làm sao không phát triển được, đúng không? Ngôi trường của bạn cũng vậy, có gì đâu khó, có điều là người ta cứ làm phức tạp hóa vấn đề lên thôi, đúng không? Và hôm nay là ngày mà thầy hạnh phúc bởi vì ra mắt cái cuốn sách của Lê Dương Thầy Hạnh, và hôm nay cũng là cùng cái ngày ra mắt cuốn sách của thầy, dự án SE Book. Và thầy rất là trân trọng Lê Dương Thệ Hạnh và yêu quý bạn ấy vô cùng. Khi mà từ những ngày đầu á, cái kế hoạch phát hành sách là thầy với Hạnh, thì do cuốn sách của thầy nó trễ hơn một nhịp, cho nên là cùng cái thời điểm phát hành của cuốn sách của Lê Dương Thệ Hạnh thì thầy trò bàn với nhau là làm chung, tức là hai thầy trò sẽ làm chung một cái chương trình ra mắt sách giữa Netbook. Nhưng mà Lê Dương Thệ Hạnh nói với thầy ơi, theo ý em như thế này, thầy làm chương trình của thầy riêng, tại vì em đã là tác giả, em xuất bản 5-6 cuốn sách rồi, thầy làm cuốn sách của thầy riêng để tập trung vào cuốn sách của thầy, để cho mọi người có một cái mạch truyền thông tập trung vào cuốn sách của thầy, để cho người ta, nó quan trọng lắm, cuốn sách đầu tiên đầu tay của một tác giả nó quan trọng lắm, nó là tinh thần. Vậy thì tự nhiên em chen ngang vô, em không biết, nhưng mà có khi là cộng đồng họ họ lại trẻ một ít qua em, thì thầy lại thiệt phải lại gì, lại là em thấy thương thầy quá, cho nên cuối cùng Lê Dương Thệ Hạnh thôi em làm một điều khác. Và Lê Dương Thệ Hạnh đã chọn một điều khác, thì suy nghĩ mãi thì ra được cái dung sáng này, hoặc là dung sáng sau nữa. Mọi người comment biết ơn Thệ Hạnh luôn nghĩ cho người khác đấy ạ, luôn nghĩ cho người khác. Chắc chắn là Thệ Hạnh ra mắt sách cùng với cuốn sách của thầy và nó combo vô thì cuốn sách của thầy anh bán được nhiều hơn. Tại vì hôm nay có 2 đài truyền hình và 8 nhà báo, 10 nhà báo đến cái dự án viết sách của mình, dự án sách của mình. Khách mời thì thầy mời một ít VIP đến để nó có cái offline, tại vì Covid mà. Để nó ra chương trình mà thầy sẽ live stream 10 giờ đến 11 giờ hôm nay đó các bạn. Đó. Cho nên cái tinh thần của Lê Dương Thạnh thì rất là biết ơn em. Biết ơn Lê Dương Thạnh rất nhiều. Và cuốn sách Thạnh viết là tri ân cho thầy cô trong cộng đồng SE. À, tri ân thầy cô trong cộng đồng SE. Và thầy cô nên có nó. Và thầy sẽ tính toán cái mạch rất là tuyệt vời để cái cuốn sách của Thạnh cùng với cái giá trị của Thạnh nó được lan tỏa rất nhiều. Và mục tiêu của cuốn sách của thầy nó là 1 triệu bản cơ. À, nó sẽ định vị là cuốn sách bán chạy nhất vào năm 2022. À, tại vì cuốn sách của thầy cái tư duy nó chưa có ai làm cái việc giống thầy hết á. Cho nên là thầy sẽ làm cái việc là hàng triệu người được đọc cuốn sách của thầy và hàng triệu người sẽ học được cái khóa học của thầy thông qua online, offline. Đó.